Nam Thư nộp đơn tố cáo lên công an, chính thức lên tiếng về ồn ào đời tư, phủ nhận chuyện ngoại tình, dùng chất kích thích, thiệt hại hàng tỷ đồng vì bị tố giật chồng. Mến chào quý khán giả đang xem YouTube tin giải trí. Chiều 5 tháng 8, công ty Nam Thư Entertainment cùng diễn viên Nam Thư tổ chức buổi chia sẻ công khai về thông tin gây ảnh hưởng đến cô trong suốt quãng thời gian qua. Nam Thư nói cô bị tài khoản Yidoo dựng chuyện để tống tiền 500 triệu đồng. Diễn viên cho rằng mình không phải là người thứ ba. Nữ diễn viên chia sẻ, tôi chắc chắn rằng câu chuyện này chưa kết thúc tại đây, bởi vì chúng tôi phải đợi kết quả cuối cùng từ cơ quan chức năng. Tôi và công ty sẽ theo đuổi vụ việc này đến cùng. Khi có thông tin cụ thể, tôi sẽ thông tin đến mọi người. Trong buổi gặp gỡ, Nam Thư cung cấp các bằng chứng về việc tài khoản Yidoo dựng chuyện để tống tiền cô. Diễn viên nói mình không phải là người thứ ba và không có các clip nhạy cảm. Nam Thư cho biết tài khoản tên Yidoo đã nhắn tin cho cô thừa nhận dựng nên các câu chuyện và yêu cầu diễn viên chuyển 500 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Nếu không thực hiện yêu cầu nói trên, tài khoản Yidoo dọa sẽ tiếp tục lôi kéo cộng đồng mạng để vu khống Nam Thư. Tôi không biết, không sử dụng tài khoản Eres An Amoye MV. Tôi và anh Trần Thành Luân có mối quan hệ bạn bè trong hơn 3 năm nay. Tôi khẳng định đến thời điểm này, tôi và anh Luân không có mối quan hệ tình cảm trên mức yêu đương. Chúng tôi chỉ là bạn bè. Tôi thường xuyên tới hôm tây của anh Luân để lưu trú cùng người yêu, gia đình, bạn bè, công ty, học trò, đồng nghiệp, Nam Thư nói. Đồng thời đưa ra những bằng chứng cho thấy chủ nhân tài khoản này đã từng chủ động nhắn tin cho bạn bè của nữ diễn viên để chào bán hình ảnh nhạy cảm của Nam Thư và một số nghệ sĩ. Ngoài ra, cô khẳng định không sử dụng các app hẹn hò hay vay, mượn tiền thông qua các tài khoản, ứng dụng, mạng xã hội. Đại diện công ty quản lý Nam Thư cũng cho biết không có clip hoặc hình ảnh nhạy cảm nào về việc diễn viên sử dụng chất kích thích như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Phía Nam Thư cũng công bố kết quả xét nghiệm của nữ diễn viên và khẳng định tin đồn cô sử dụng chất kích thích là thông tin sai sự thật. Cụ thể từ ngày 5 tháng 7, mạng xã hội lan truyền loạt thông tin tiêu cực liên quan đến nữ diễn viên. Trong đó, tin đồn cho rằng Nam Thư là người thứ ba hay chơi thuốc ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự, uy tín cũng như công việc của nữ diễn viên và công ty Nam Thư Entertainment. Thời gian qua, phía Nam Thư cho biết chọn im lặng vì muốn thu thập đủ thông tin, bằng chứng. Đến hiện tại, cô quyết định lên tiếng để làm rõ vụ việc, đồng thời muốn bảo vệ danh dự, hình ảnh của mình. Cũng theo đó, phía Nam Thư Entertainment công bố ủy quyền luật sư tiến hành tố cáo những hành vi vi phạm của tài khoản Yidoo cũng như các cá nhân, đơn vị khác có liên quan. Cô nộp đơn lên Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng, nơi ở của tài khoản Yidoo, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đang tiếp nhận xử lý. Theo Nam Thư, vụ việc vừa qua ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cô lẫn công ty. Cụ thể, các hợp đồng truyền thông, quảng cáo, các buổi ghi hình game show đã bị hủy, các dự án truyền hình, diễn xuất cũng đã bị cắt. Tổng giá trị thiệt hại từ các hợp đồng truyền thông, quảng cáo bị cắt, hủy đã lên đến hàng tỷ đồng. Nữ diễn viên cho biết nặng nề nhất là danh dự và uy tín. Trong buổi làm việc, Nam Thư liên tục cúi gằm mặt khi người đại diện nhắc tới drama. Sau đó, đích thân nữ diễn viên lên tiếng xin lỗi đến gia đình, đồng nghiệp và khán giả bị ồn ào làm ảnh hưởng. Tôi xin lỗi tất cả những khán giả đã yêu thương, tin tưởng Thư. Một tháng qua tôi im lặng là bởi vì tôi chờ đợi và phối hợp với cơ quan điều tra để làm việc vì vụ này đối với tôi không hề nhỏ. Tiếp theo, con xin lỗi ba mẹ bởi vì một tháng qua con không những im lặng với tất cả mọi người mà cũng im lặng với ba mẹ. Con chỉ dám nói là ba mẹ hãy đợi con. Con biết ba mẹ rất lo và rất buồn, bản thân con cũng hết sức để làm mọi chuyện một cách rõ ràng và minh bạch nhất. Lời tiếp theo tôi xin lỗi những anh chị đồng nghiệp vô tình bị cuốn vào câu chuyện này. Thật sự tôi cảm thấy áy náy và xin lỗi. Tôi xin lỗi các học trò của Thư bởi vì là học trò của Nam Thư nên đã chịu nhiều áp lực. Nam Thư xin lỗi đơn vị chủ quản vì tôi mà phải thất thoát nhiều, không chỉ Nam Thư mà các tay lần khác cũng bị ảnh hưởng. Cảm ơn báo chí, cảm ơn những ai cho tới thời điểm này vẫn động viên và dõi theo Thư mỗi ngày. Câu chuyện này chắc chưa thể kết thúc ở đây, chúng ta còn phải đợi sự làm việc từ cơ quan điều tra. Tôi và công ty sẽ theo vụ việc này đến cùng.